Khi bạn nghe về trận đấu này, tức là một điều cũng sẽ xảy ra, chỉ có một trong hai sẽ đi tiếp sau vòng tứ kết World Cup 2022. Vì thế nếu bạn là fan của cả Mbappe và một vài cầu thủ người Anh khác, thì xin chia buồn về mặt cảm xúc khi chuẩn bị phải chứng kiến một trong hai phải rời cuộc chơi này. Anh và Pháp đều đang thể hiện một bộ mặt tuyệt vời ở kỳ World Cup này. Họ đều giành chiến thắng ấn tượng trước Senegal và Ba Lan ở vòng 1/8 với lối chơi cực kỳ thuyết phục. Hãy nhắc lại một chút về màn trình diễn của họ. Jude Bellingham đã kiến tạo cho Jordan Henderson trước khi góp công lớn vào bàn thắng thứ 52 của Harry Kane và quyết định đưa Bukayo Saka trở lại đội hình chính của Gareth Southgate đã được chứng minh khi chàng trai trẻ là người nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển Anh sau 57 phút. Với tuyển Pháp, Mbappe trở thành trung tâm của trận đấu với Ba Lan. Anh là người kiến tạo cho Giroud ghi bàn mở tỷ số, giúp cầu thủ 36 tuổi này vượt qua Thierry Henry để dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội tuyển. Đồng thời chính anh cũng có hai pha dứt điểm sấm sét về phía khung thành đối phương trước khi Ba Lan có bàn danh dự vào cuối giờ. Bây giờ hai ứng cử viên nặng ký nhất của châu Âu sẽ đối mặt để loại nhau trên đường đi tới trận đấu cuối cùng. Kỷ lục 3 trận không thủng lưới bàn nào tại World Cup giúp anh có lợi thế và Southgate giờ đây có thể trở thành huấn luyện viên tam sư đầu tiên trong lịch sử dẫn dắt đội bóng vào nhiều hơn một trận bán kết. Nhưng đây là trận đấu đáng gờm nhất trong những trận đấu đáng gờm. Trong khi đó, Le Bleu vẫn chưa giữ sạch lưới tại World Cup 2022 và thực sự đã thua cả hai lần khi đụng độ Anh vào các năm 1966 và 1982. Nhưng lịch sử gần đây không ủng hộ tam sư. Đội chỉ có thể tự hào giành một chiến thắng trong 8 trận gần nhất trước các nhà đương kim vô địch thế giới. Giờ thì hãy đến câu hỏi chính. Đội bóng nào sẽ xách vali của họ về nước sớm hơn? Chúng ta cần phải biết họ đang chuẩn bị gì cho trận cầu này. Gareth Southgate đã hứa trước truyền thông rằng đội tuyển Anh sẽ chơi tấn công trong cuộc đụng độ với Pháp. Điều này cũng có nghĩa là ông không muốn thay đổi lối chơi quá nhiều, kể cả khi đối đầu với Pháp. Kyle Walker và tiền vệ Calvin Phillips đã tiết lộ rằng đội tuyển Anh sẽ gắn bó với hàng phòng ngự 4 người để nhường chỗ cho một cầu thủ tấn công bổ sung trong đội hình. Các tin nhân sự đang tích cực với người Anh khi tiền vệ chủ chốt Declan Rice đã trở lại tập luyện vào ngày hôm qua sau khi bị ốm và Raheem Sterling cũng đã quay trở lại Qatar sau khi giải quyết xong vấn đề gia đình tại London. Và sự hồi phục của Rice đồng nghĩa với việc Southgate có một tiền vệ lý tưởng để bảo vệ hàng thủ 4 người của ông. Calvin Phillips cũng tiết lộ rằng đội tuyển Anh đã tập suất luân lưu và cầu thủ này sẵn sàng cho thử thách đó. Anh đã trả lời các phóng viên ở Al Quadrat Doha như sau: "Chúng tôi rất tự tin vào bản thân nếu phải đáo luân lưu. Dù sao thì chúng ta cũng có những người thực hiện quả 11m rất giỏi. Chúng tôi cũng làm được nó một cách dễ dàng. Nếu Gareth nói tôi là người đầu tiên sút 11m, tôi sẽ nói, được thôi." Với đội tuyển Pháp, họ vừa nhận tin vui khi Kylian Mbappe đã trở lại tập luyện vào hôm trước sau khi trải qua quá trình hồi phục vào tối thứ ba. Người đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới World Cup sẽ là một trong những cái tên được quan tâm nhất. Mbappe đã tiết lộ về chấn thương mắt cá sau khi tham gia giải đấu, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến màn trình diễn của tiền đạo câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Kyle Walker trước trận đấu này khi nhắc đến Mbappe đã tuyên bố rằng: "Anh biết cách để ngăn chặn ngôi sao của tuyển Pháp. Tôi hiểu những gì tôi cần làm và đó là ngăn chặn cậu ta. Nói thì dễ hơn làm, nhưng tôi không đánh giá thấp bản thân mình. Tôi đã đối đầu với một số cầu thủ đẳng cấp ở Man City lẫn tuyển Anh. Tôi chỉ coi đó như một trận đấu khác, tôi sẽ dành cho anh ấy sự tôn trọng mà anh ấy xứng đáng có được, nhưng không quá tôn trọng đến mức lo lắng hay sợ hãi." Vì thế, Kylian Mbappe rất sẵn sàng để chứng minh rằng mình thậm chí còn đang hay hơn so với những cuộc đối đầu trước với anh cùng hậu vệ Man City. Như đã nói, rất nhiều thông tin cho hay tuyển Anh sẽ giữ nguyên sơ đồ và vì thế đây là sơ đồ tiềm năng của hai đội bóng này. Ở đó, Pickford vẫn ở khung gỗ, Luke Shaw và Kyle Walker sẽ có nhiệm vụ khó khăn là ngăn chặn những Ousmane Dembele và Kylian Mbappe ở hai hành lang cánh. Maguire và John Stones sẽ tiếp tục hợp tác ở vị trí trung vệ. Nếu Rice đá chính thì Jude Bellingham và Jordan Henderson nên tiếp tục bắt đầu trận đấu này. Ở hàng công, Sterling khó lòng chiếm suất đá chính ở tuyển Anh như ở hai trận gặp Iran và Mỹ, bởi Bukayo Saka và Phil Foden chắc chắn đã làm đủ để giữ vị trí của họ trên hàng công. Cũng nên nhớ đội trưởng Harry Kane đã ghi bàn thắng thứ 52 cho đội tuyển Anh trong trận thắng ở vòng 16 đội trước Senegal và bùa hộ mệnh của Tottenham Hotspur chỉ cần thêm một bàn nữa để cân bằng với bàn thắng thứ 53 của Wayne Rooney ở đầu bảng xếp hạng. Với Pháp, 4-3-3 cũng nhiều khả năng là lựa chọn của họ. Hugo Lloris sẽ cố gắng ngăn người đồng đội Harry Kane lập công vào lưới mình. Phía trước Anh sẽ được Dayot Upamecano và Raphael Varane bảo vệ. Trong khi đó ở hai cánh, Jules Koundé và Theo Hernandez sẽ tiếp tục lãnh trọng trách ngăn cản các thủ chạy cánh của tam sư hoạt động thoải mái. Ở hàng tiền vệ, sự xuất hiện của Antoine Griezmann là điều đương nhiên. Dù được chuyển xuống đá sâu hơn bình thường, anh vẫn dẫn đầu về số cơ hội tạo ra tại World Cup với 14 lần.
Người đồng hành với Antoine Griezmann sẽ là Aurélien Tchouaméni. Không có cầu thủ Pháp nào chạm bóng nhiều hơn, thực hiện nhiều pha đánh chặn hơn hoặc hoàn thành nhiều đường truyền hơn Tchouaméni ở đội tuyển hiện tại. Tuy nhiên, anh cần cẩn thận hơn vì một thẻ vàng sẽ khiến anh bỏ lỡ trận bán kết mà đội tuyển Pháp có thể tham dự. Người còn lại đương nhiên là Adrien Rabiot, người đang có một kỳ World Cup tuyệt vời mặc cho phong độ không mấy ổn định ở đội tuyển. Trên hàng công vẫn là sự hiện diện của những Ousmane Dembele, Olivier Giroud và Kylian Mbappe. Pháp hiện không có công thức nào tốt hơn tam tấu này và cả ba đều đang có phong độ cực kỳ ấn tượng ở thời điểm hiện tại. Báo chí Anh nhận định rằng trận tứ kết này càng kéo dài thì càng có lợi cho đội tuyển Anh. Đội có vô số tài năng tấn công trên bàn ghế dự bị đang chờ tạo ra sự khác biệt trước những đôi chân mệt mỏi của tuyển Pháp. Kết quả của trận đấu này có thể phụ thuộc vào những phẩm chất ngôi sao của Mbappe và Bellingham, những tài năng trẻ của hai phía.